chắc hẳn là nhiều bạn sẽ rất tò mò một ngày làm việc của anh Thư như thế nào. Mọi ngày thì không biết là lười biếng như thế nào, chứ hôm nay là một ngày mình cực kỳ chăm chỉ các bạn ạ. Đêm hôm qua thì mình đi làm về lúc 11 giờ đêm ở đài, và sau đó thì sáng nay 5 giờ sáng đã phải dậy để trang điểm rồi. Trang điểm mất 1 tiếng 30 phút cùng với makeup artist, và sau đó thì mình đã đi fit bộ trang phục này. Rất may là nó phù hợp với mình các bạn ạ. Rồi mình đã lên lớp và giảng dạy cho 2 tiết về giọng nói chuyên sâu. Rất may ngày hôm nay thì các bạn đều phối hợp tốt và lớp có một cái kết quả cực kỳ mỹ mãn, khiến cho cô Thư rất là bằng lòng. Đến buổi trưa thì mình đã tranh thủ ăn trưa một chút xíu, rồi sau đó thì quay một vài bài giảng cho các bạn học online. Đến buổi chiều thì mình kiểm tra lại về kịch bản dẫn chương trình và đi đến đây để tổng duyệt. Và sau đó tên tên chương trình đã diễn ra như thế này, khá là nhiều thay đổi, nhưng tuy nhiên rất may mắn vì mọi thứ trộn vía vẫn thành công tốt đẹp. Và buổi tối ngày hôm nay chương trình sẽ kết thúc vào lúc khoảng đâu đó 11 giờ đêm, để rồi ngày mai mình sẽ lại quay trở lại công việc thường ngày. Hy vọng rằng những chia sẻ này của anh Thư đã giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về một ngày làm việc của người dẫn chương trình, cũng như là truyền cảm hứng để cho các bạn yêu thích việc làm việc mỗi ngày hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.